Mèo mẹ kiệt sức, không còn sữa cho con bú. Nếu người mẹ mất đi, thì các chú mèo con cũng sẽ không sống được. Vì không có sữa uống. Rất may cho mèo mẹ và các chú mèo con. Có một nam thanh niên tốt bụng. Anh đã mua đồ ăn tới. Đồng thời cho từng chú mèo con ăn. Nhưng mèo mẹ đã rất yếu không tự ăn được. Nam thanh niên đã mua sữa bón cho mèo mẹ. Anh còn cẩn thận vệ sinh sạch sẽ cho các chú mèo con. Không những vậy, anh thanh niên còn đưa cả mẹ con mèo đến trung tâm bảo trợ động vật. Tại đây mèo mẹ được thăm khám, đo nhiệt độ. Mèo mẹ bị sốt cao trên 39 độ C. Bác sĩ đo nhịp tim cho mèo mẹ. Nhận thấy mèo mẹ bị suy nhược. Các bác sĩ đã tiêm thuốc cho mèo mẹ. Sau một thời gian điều trị, mèo mẹ đã tự ăn được. Cả
đàn mèo còn rất vui mừng khi thấy mèo mẹ khỏe lại. Từ đó mèo mẹ và đàn con mạnh khỏe, vui vẻ bên nhau. Xin cảm ơn anh thanh niên và trung tâm cứu hộ.